Kính chào quý vị. Thưa quý vị, chưa bao giờ trường học ở Hà Nội lại cửa đóng then cài lâu đến vậy. Được đi học, các bạn học sinh thì mong ngóng, nhưng phụ huynh thì lại không ít lo âu. Tuy rằng nhiều kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, thậm chí dự phòng cho cả tình huống xấu nhất là xuất hiện F0 trong học đường, nhưng dường như vẫn chưa đủ thuyết phục được các bậc phụ huynh trong bối cảnh hiện tại. Nhiều phụ huynh có ý kiến rằng việc thực hiện 5K đối với người lớn còn chưa được hoàn toàn triệt để, thì đối với các bạn nhỏ là điều lại càng khó. Vậy làm thế nào để trường học thích ứng, an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp? Mọi thông tin sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn tuần qua của tạp chí Môi trường và Cuộc sống. Và tôi là Minh Anh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình. Vừa mừng vừa lo là tâm lý của rất nhiều phụ huynh trong ngày đầu các bạn học sinh lớp 12 tại Hà Nội trở lại trường. Chưa bao giờ trường học Hà Nội lại cửa đóng then cài lâu đến thế. Được đi học, con em chờ đợi ngóng trông nhưng phụ huynh lại bối rối lo âu. Làm thế nào để trường học thích ứng an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp? Những ngày qua, các văn bản, quyết sách liên quan tới việc cho học sinh trung học phổ thông đi học lại cũng liên tục thay đổi để phù hợp với diễn biến dịch. Kế hoạch toàn bộ học sinh các lớp 10, 11, 12 ở 30 quận huyện thị xã ở Hà Nội trở lại trường đã được điều chỉnh vào ngày 5 tháng 12. Theo đó, ngày 6 tháng 12, chỉ có học sinh khối 12 của các trường trung học phổ thông trên địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 sẽ trở lại trường, nhưng thực hiện phương án giãn cách. 50% số học sinh sẽ đến trường vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6. Số còn lại đến trường vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7. Bên cạnh tâm trạng vui vẻ, háo hức khi được quay trở lại trường, hào hứng với các hoạt động học tập trực tiếp trên lớp, các bạn học sinh cũng chủ động tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo sự hướng dẫn của nhà trường từ cổng vào đến lớp học. Vị trí từng lớp cũng được nhà trường sắp xếp đảm bảo giãn cách. Vừa đảm bảo công tác phòng dịch khi học sinh học trực tiếp tại trường, vừa duy trì chất lượng giảng dạy trực tuyến đối với các khối còn lại, nhà trường cũng chủ động lên phương án hỗ trợ thầy cô giáo. Do sẽ có các thầy cô giáo đến trường dạy trực tiếp rồi lại dạy trực tuyến, nên nhà trường lập tức triển khai đảm bảo đủ số phòng, đường truyền mạng, để sau khi kết thúc học trực tiếp thì chuyển sang lớp học trực tuyến không bị xáo trộn. Việc đi học trực tiếp trở lại của khối 12, theo các thầy cô, sẽ giúp các em ổn định tâm lý, nâng cao chất lượng dạy và học, chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng sắp tới. Quyết định điều chỉnh đối tượng học sinh trở lại trường của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy sự cân nhắc thận trọng của ngành giáo dục thủ đô trong bối cảnh này. Bởi lẽ đưa con tới trường trong thời điểm hiện tại vừa mừng vừa lo cũng là tâm lý chung của các bậc phụ huynh. Giải tỏa tâm lý này cho người dân thì trong 2 ngày cuối tuần trước khi học sinh đến trường, ngành giáo dục Hà Nội đã cấp tập chuẩn bị mọi điều kiện chu đáo nhất để đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường. Kinh nghiệm từ những lần mở cửa trường trước đã giúp các trường hoàn thiện quy trình phòng dịch trước, trong và sau khi học sinh đến trường. Xác định chỉ bằng cách chuẩn bị kỹ mới giảm bớt lo âu, nên ngay cả những tình huống xấu nhất cũng được các nhà trường dự phòng. Ngay sau khi có hướng dẫn phương án xử lý nếu có F0 trong trường học, các nhà trường tổ chức tập huấn trực tuyến cho toàn bộ giáo viên học sinh. Đảm bảo an toàn cho học sinh quay trở lại trường không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, mà các quận, huyện, thị xã cũng phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước thành phố. Quyết tâm đưa học sinh trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học phòng dịch, nhưng Hà Nội vẫn linh hoạt điều chỉnh kế hoạch trước tâm lý băn khoăn, lo ngại của phụ huynh. Bởi lẽ việc mở cửa trường có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự chung sức của các gia đình. Trong ngày 6 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thành lập 15 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các nhà trường. Trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế, các đoàn kiểm tra sẽ đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các giải pháp phòng chống dịch. Còn tại các huyện ngoại thành Hà Nội thì học sinh lớp 9 đã trở lại trường học trực tiếp được nhiều tuần nay. Hay như tại huyện Ba Vì, huyện đầu tiên của thành phố cho học sinh đi học trở lại, mọi hoạt động dạy và học vẫn được đảm bảo. Theo đánh giá, các trường đều duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, học sinh có ý thức học tập và tuân thủ quy định phòng chống dịch. Đây là kinh nghiệm cho các trường cũng như ngành giáo dục khi hướng tới việc dạy và học trực tiếp trở lại với các cấp học khác. Giờ ra chơi của học sinh của các lớp cũng được phân chia tại các khu vực vui chơi riêng biệt. Khoảng cách là tiêu chí được nhà trường đặt ra đầu tiên, cần phải tuân thủ khi học sinh quay trở lại trường. Ý thức phòng dịch cũng được các thầy cô nhắc nhở học sinh mỗi ngày. Khai báo y tế cũng là biện pháp phòng dịch được các nhà trường triển khai hàng ngày. Tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì, yếu tố dịch tễ của từng học sinh cũng như gia đình đều phải được cập nhật theo lớp, đảm bảo loại bỏ ngay các nguy cơ về dịch bệnh khi giảng dạy trực tiếp tại trường. Theo các trường, việc phối hợp chặt chẽ với gia đình là yếu tố quan trọng trong công tác phòng dịch.
Theo các chuyên gia y tế, nhà trường cũng cần lên sẵn các phương án xử lý khi xuất hiện các trường hợp F0, F1. Dù ở trường hay ở nhà, tình hình sức khỏe của mỗi học sinh cũng như thầy cô cần được theo dõi sát sao, kịp thời ứng phó với những tình huống phát sinh liên quan đến dịch bệnh. Thưa quý vị, mới đây thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có quyết định chính thức về việc tạm thời chưa tổ chức cho học sinh lớp 1 và trẻ mầm non đi học trở lại. Còn lại học sinh lớp 9, lớp 12 vẫn đến trường học trực tiếp theo kế hoạch đã bắt đầu từ ngày 13 tháng 12. Theo đó, ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại, các trường tổ chức việc khai báo y tế, hướng dẫn học sinh các nguyên tắc phòng dịch. Việc học kiến thức bắt đầu từ ngày 14 tháng 12. Thời gian đầu trở lại, giáo viên thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá lại quá trình tiếp nhận kiến thức trong thời gian học trực tuyến. Từ đó có kế hoạch bổ sung để học sinh đảm bảo kiến thức theo tiếp lộ trình của chương trình năm học. Trước đó, ngày 1 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức học sinh đi học trở lại tại các cơ sở giáo dục sau thời gian ngừng đến trường vì dịch COVID-19. Theo đó, việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp thực hiện theo giai đoạn như sau. Giai đoạn 1 từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12, thí điểm dạy học trực tiếp 2 tuần đối với tất cả các học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12. Từ tuần thứ 2 là trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Giai đoạn từ ngày 27 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm 2 tuần dạy trực tiếp và tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét và giải quyết mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3 tháng 1. Đồng thời các trường phải xây dựng kế hoạch, phương án để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch khi học sinh đến trường học trực tiếp. Trong kế hoạch phòng chống dịch COVID-19, phải lưu ý phương án xử lý F0, F1 nếu có. Nhà trường phải xây dựng tình huống ứng phó cụ thể và diễn tập việc thực hiện trước khi đón học sinh trở lại. Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý, mỗi nhà trường có kịch bản, có sự phân công cụ thể từng thành viên tham gia công tác phòng chống dịch hàng ngày. Từ khi đón học sinh đầu giờ cho tới cuối giờ học để sao cho đảm bảo an toàn nhất cho học sinh. Bên cạnh đó, đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng nói, việc tiêm vaccine cho học sinh cũng là một trong những biện pháp nâng cao an toàn cho các em khi đi học trở lại. Theo thống kê, đợt 1 có 93% phụ huynh đồng ý cho con em tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, kết quả thực hiện cho thấy có 98% học sinh đã tham gia tiêm. Đến nay, gần như học sinh ở các quận huyện đã hoàn tất việc tiêm 2 mũi cho học sinh trong độ tuổi quy định. Quyết tâm đưa học sinh trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ học phòng dịch, nhưng vẫn linh hoạt điều chỉnh kế hoạch là việc làm cần thiết theo tinh thần nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Có thể nói rằng việc mở cửa trường đón học sinh đi học trở lại ngày càng có nhiều thuận lợi. Nhiều địa phương đã tiêm gần 100% mũi 2 cho người trên 18 tuổi, đã tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Đây là cơ sở khoa học đảm bảo an toàn cho các em khi đến trường. Nhìn lại lịch sử đất nước, chúng ta thấy không có thách thức nào có thể vượt cao hơn tinh thần hiếu học. Không khó khăn nào có thể làm chùn bước ý chí phấn đấu, quyết tâm mài dùi kinh sử, chinh phục tri thức để làm rạng danh tiên tổ, để phục sự đất nước của dân tộc Việt Nam trong suốt hàng ngàn năm văn hiến. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Góc nhìn tuần qua số lần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.